Hino Vlog xin chào anh em nha. Thì hôm nay ngày đẹp tháng top, bên Hino Vlog lại tiếp tục đi bấm số và trình làng cho anh em xem một mẫu xe là Hino XZU 730, tải trọng 5 tấn, thùng dài 5m7, được thiết kế là 7 bẩn nhôm cao cấp bên quân. Thì về phần bề ngoài con xe được khách hàng lựa chọn là sơn màu trụ cũng như cản là theo yêu cầu màu phong thủy, và kết hợp đó là những cái ốp mông inox làm tạo điểm nhấn cho xe. Và phần bên trong thì khách hàng lựa chọn cho mình là phần sàn inox dập lá me kết hợp với khung chuồng heo full inox. Thì mẫu thiết kế mà dành cho kèo phi mà các bạn vẫn căng đẹp như là kèo Đà Lạt thì anh em có thể sử dụng cách như bên Hino Vlog đang làm nha, đó là sử dụng nẹp hai bên thùng kết hợp với những sợi cáp bẻ đi dọc thùng, thì giúp các bạn sẽ căng hơn, đẹp hơn và như kèo vuông vức hơn.